chuyên mục Ngôi Nhà Nhỏ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu hai bạn, đó chính là Uyển Như và Uyển Nhi. Hôm nay hai bạn mang đồ thật giống nhau và không biết mà sở thích này các bạn còn có sở thích gì nữa không nào? Chào mọi người, rất vui khi được giao lưu cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và Gia Như ơi, ngoài sở thích mang đồ giống nhau, chúng ta còn thích vẽ nữa đấy. Và hôm nay chúng ta sẽ vẽ tặng các bạn những trò chơi tuyệt đẹp nhé. Wow, thật tuyệt. Vậy chúng ta sẽ cùng bắt tay vào vẽ một bức tranh với gia đình được không nào? Đồng ý. Yeah! Bức tranh tớ vẽ gồm có ba, mẹ, em, chị và tớ. Gia đình tớ đang đi chơi đấy. Và bức tranh của tớ vẽ thể hiện sự ấm no và hạnh phúc. Hội nhân thì sao? Bức tranh của tớ có ý nghĩa gồm có sự yêu thương, sự chăm sóc, sự đùm bọc của cha mẹ chúng tớ. Và Gia Như, Uyển Như, Uyển Nhi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Tạm biệt. Media, thăng hoa giá trị thương hiệu của bạn.